Cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất của Khoa Bất Động Sản Tiền Giang. Thì hôm nay Khoa đang có mặt tại ấp Tân Phú, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì miếng đất của mình Khoa chuẩn bị giới thiệu cho quý anh chị đây. Thì thuộc mặt tiền lộ nhựa 8m ha, cách bến phà Bình Ninh tầm khoảng 400m, cách chợ trường học của ấp Tân Phú thì tầm khoảng 300m ha. Để mình đi bộ xuống chợ Tình Tang cũng được ha, rất là gần chợ trường học, khu trung tâm của gần bến phà Bình Ninh. Thì đây khu vực quý anh chị thấy ha, cực kỳ đông dân luôn ha, nhà cửa san sát luôn. Tuyến đường mình thì tuyến đường hồi xưa giờ cho nên nhà cửa tập trung hai bên đường rất là nhiều. Thì diện tích của mỗi lô ha, thì nhà Khoa xin giới thiệu cho quý anh chị là ngang 6 dài 29.5, thổ cư thì có sẵn 100m² ha. Thì công chứng sang tên nhanh gọn cho cô chú anh chị luôn, thì cắt sổ là nhanh gọn luôn ha. Thì khu vực đây thì nhà cửa đông đúc ha, cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng 70 km. Thì ở đây mình ra phà Bình Ninh, mình rẽ bên tay trái là mình đi về thành phố Mỹ Tho, tầm khoảng cách thành phố Mỹ Tho khoảng 20 km ha. Mình ra tới tuyến quốc lộ 50 thì mình rẽ bên tay phải thì mình đi về thành phố Hồ Chí Minh thêm tầm khoảng 50 km nữa. Mình rẽ bên tay trái thì mình đi về các tỉnh miền Tây qua cầu Mỹ Thuận, hoặc là đi tuyến quốc lộ 560 để qua Bến Tre về các tỉnh miền Tây cũng được ha. Rồi thì diện tích của mình là ngang 6 dài 29.5, thổ cư sẵn trên đất là 100m², nền thì cũng sắp xỉ vào mặt lộ ha, thấp hơn lộ khoảng 3 tấc nha cô chú anh chị. Thì giá bán mỗi cửa là 410 triệu, bao toàn bộ chi phí giấy tờ chuyển nhượng sang tên cho cô chú anh chị luôn, cực kỳ rẻ luôn. Mặt tiền lộ nhựa chỉ có 410 triệu, dân cư đông, thổ cư sẵn, sang tên ra sổ hồng riêng cho cô chú anh chị luôn. Rồi thì Khoa xin nhắc lại diện tích mình là ngang 6 và 29 ha. Trụ ranh thì hiện tại đang cắm 2 lô ha, 2 lô là ngang 12m này cô chú anh chị. Từ trụ ranh này qua tới bên đây là 12m, chạy sau là 29.5, thì ranh đuôi cũng có rồi. Thì hiện tại bên em đang xử lý làm nền xong thì mình cắm trụ mỗi lô ngang 6m ha. Thì ở đây điện nước wifi đầy đủ ha, có điện 3 pha, điện thắp sáng, đèn đường ha. Thì quý anh chị có thể về đây mình các nhà mình nghỉ dưỡng, mình mua bán cũng được ha, mình buôn bán nhỏ lẻ thật quá ha, gần chợ trường học luôn, cực kỳ mát mẻ khu vực này. Thì nhà cửa san sát luôn ha, hai bên đất mình thì cũng có ranh, cũng có nhà mọc lên rất là nhiều ha, đất mình sạch không có màu mã gì nha cô chú anh chị. Rồi quý anh chị quan tâm muốn tìm hiểu thêm thì cứ liên hệ trực tiếp cho Khoa ha, qua số 0334447430 hoặc là 0766450076. Khoa sẽ dẫn quý anh chị đến xem đất ha. Được thì liên hệ với Khoa để Khoa làm việc rồi tiến hành mình ra sổ hồng riêng cho cô chú anh chị luôn nha. Rồi chào cô chú anh chị, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.